24 giờ qua, những sự kiện, hình ảnh, khoảnh khắc nào ấn tượng trong các lĩnh vực của đời sống? Hãy cùng chúng tôi điểm qua ngay sau đây trong khung giờ 14 giờ quen thuộc. Câu chuyện trạm xăng Nhật IQ8 Hà Nội và trạm xăng truyền thống Việt Nam tiếp tục nóng trở lại khi hôm qua, dân mạng chia sẻ hình ảnh một số trạm xăng nội đã dựng hình nhân to bằng nhân viên, đứng giơ tay xin chào quý khách, cảm ơn quý khách. Không biết đây là hình ảnh mới hay cũ, là sáng kiến đại trà hay lẻ tẻ ở một vài trạm xăng, nhưng cũng đã nhận được ít nhiều hoan nghênh từ cư dân mạng. Vì dù sao, tư duy phục vụ và hướng tới khách hàng của các trạm xăng truyền thống đã có chút thay đổi. Tuy nhiên, phần lớn bình luận đều cho rằng hình thức không quan trọng bằng cung cách phục vụ. Một sự kiện khác có lẽ cũng gây được khá nhiều sự chú ý của dư luận trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Đó là việc Sebastian, chính trị gia của Đảng Nhân dân, vừa chính thức trở thành thủ tướng của nước Áo khi mới chỉ 31 tuổi. Theo đó, tân thủ tướng Áo cũng trở thành lãnh đạo quốc gia trẻ nhất thế giới và điều đặc biệt là ông chưa có bằng đại học. Sinh năm 1986, Kurz từng giữ vị trí Bộ trưởng Ngoại giao của Áo từ năm 2013 và là Bộ trưởng Ngoại giao trẻ nhất châu Âu ở tuổi 27. Tháng 5 năm 2017, ông trở thành Chủ tịch của Đảng Nhân dân Áo OVP. Đã gần một tháng trôi qua, nhưng 4 vạn tấn lưu huỳnh của công ty cổ phần vận tải Một Chaco nhập về vẫn chất đống lộ thiên tại cảng Hoàng Diệu trực thuộc cảng Hải Phòng. Bất chấp nguy cơ cháy nổ, hàng loạt tàu hàng có tải trọng lớn của các hãng tàu trong và ngoài nước vẫn vào khai thác. Trong khi chờ hướng xử lý từ các cơ quan chức năng, thì lượng lưu huỳnh tràn ra ngoài vẫn được công nhân cảng thu gom vào đầu giờ sáng và hất xuống sông cấm như thế này. Đã có ít nhất 36 người thiệt mạng trong các đám cháy rừng hoành hành tại Bồ Đào Nha chỉ trong 2 ngày qua, từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 10. Các nhân viên cứu hỏa vẫn đang gồng mình chống chọi với khoảng 50 đám cháy lớn. Hiện chính phủ Bồ Đào Nha đã yêu cầu sự trợ giúp của quốc tế và tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở vùng lãnh thổ phía Bắc sông Tagus. 1.300 cây xanh của Hà Nội sẽ bị đánh chuyển, chặt hạ, phần lớn là xà cừ lâu năm để mở rộng đường Phạm Văn Đồng từ ngày 18 tháng 10. Đại diện Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông Hà Nội khẳng định việc di chuyển, chặt hạ cây xanh là bắt buộc, trong khi nhiều người dân sống xung quanh khu vực này bày tỏ tiếc nuối.